nữ sinh viên trường Đại học Hoa Sen đánh bạn ngay trong lớp học và còn yêu cầu đuổi việc giảng viên. Trường đã buộc thôi học với nữ sinh viên này. Cho rằng nhóm khác ăn cắp nội dung bài thuyết trình của mình, giảng viên thờ ơ nên nữ sinh viên P, N, C, P, sinh năm 1997, sinh viên năm nhất ngành thiết kế thời trang, trường Đại học Hoa Sen, đánh bạn ngay trong lớp học. Sau đó, sinh viên này còn yêu cầu phòng đào tạo báo hiệu trưởng đuổi việc giảng viên. Ngày 1 tháng 12, trường Đại học Hoa Sen đã làm việc, nghe các bên liên quan trình bày sự việc và quyết định buộc thôi học nữ sinh viên này. Sự việc diễn ra ngày 28 tháng 11 tại buổi thuyết trình trong giờ học pháp luật Đại Cương. Theo biên bản họp ngày 1 tháng 12, tại cuộc họp, P cho biết mình không chấp nhận giảng viên giao bài vào đầu giờ học vì đây là điều không hợp lý. P không đồng ý với nội dung câu hỏi của giảng viên, cho rằng giảng viên không tôn trọng sinh viên hay cắt ngang câu của V. Câu nói của giảng viên có hàm ý ghét sinh viên có thân hình mập. Sau khi V phản ánh về nhóm thì giảng viên có thái độ thờ ơ. Phản hồi ý kiến của V, bà T, N, N, T, giảng viên môn pháp luật Đại Cương, cho rằng giảng viên giao bài tập trước lớp, hôm đó V cũng tham gia, cô cũng cắp bài lên e-learning nên em không thể nói là không biết cô giao bài tập, cô gây khó khăn cho em. Cô giao bài trước để các bạn chủ động tìm hiểu, không giống với phương pháp học cấp 3. Trước hôm thuyết trình cô có trao đổi với em 35 phút để hướng dẫn em cách làm video, hướng dẫn em cách giải quyết vấn đề. Liên quan đến tố cáo slide trình bày của các bạn trong lớp ăn cắp cắp chất xám của V, cô T cho rằng vì chưa có đủ căn cứ nên cô vẫn cho sinh viên tiếp tục trình bày, sau đó mới giải quyết chuyện có hay không chuyện ăn cắp chất xám.